Xin chào tất cả anh chị em cộng sự và khách hàng của Diva Group. Năm 2020 sắp trôi qua, bước đến cái thời khắc mà chào đón 2021, tôi có đôi lời xin nhắn nhủ tới tất cả anh chị em cộng sự, cán bộ công nhân viên, các bác sĩ cũng như là khách hàng. Trước hết, tôi xin chân thành cảm ơn đến các khách hàng đã dành thời gian, đặt niềm tin, đã ủng hộ mua dịch vụ của chúng tôi xuyên suốt một năm qua. Cảm ơn tất cả anh chị em cộng sự, cán bộ, công nhân viên và các bác sĩ đã đồng hành cùng công ty một năm qua. Một năm 2020 rất là khó khăn, thách thức và nhiều biến cố như thiên tai, bão lũ và dịch bệnh. Thế nhưng mà tất cả các anh em, tất cả cán bộ, công nhân viên, các bác sĩ đều nỗ lực, tận tâm, chiến đấu, phục vụ khách hàng tốt và nỗ lực trong công việc rất là nhiều. Các cái thành quả hiện tại luôn luôn ghi nhớ những cái công sức của anh em. Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai cái từ là cảm ơn. Cảm ơn tất cả rất là nhiều. Chúc anh em và chúc các cán bộ, công nhân viên, chúc các bác sĩ một năm mới dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý và gặp nhiều may mắn hơn. Chúng ta sẽ làm được nhiều điều hơn nữa trong năm 2021. Một lần nữa, cảm ơn khách hàng, cảm ơn mọi người. Chào thân ái. Happy New Year, Happy New Year, baby, oh.